Cái dư âm của ngày APEC 2017 có lẽ là còn đang quanh quẩn nơi đây. Chúng tôi còn rất nhiều video vào ngày APEC và hình ảnh chưa có thời giờ để đưa lên. Nhưng mà ít ra thì cái chuyến đi của Tổng thống Donald Trump đã nói lên một cái thông điệp rất lớn. Phải nói rằng không ngủ trưa, nhà báo ngủ trưa, bên người Mỹ chúng tôi không ngủ trưa. Một cái thông điệp để gửi cho tất cả thế giới chứ không phải riêng những người Việt Nam của chúng ta. Và trong những ngày qua đó có những cái chuyện xảy ra nó không được vui vẻ, nhưng mà đối với chúng tôi trong cái lần đi Việt Nam tác nghiệp này, chúng tôi không có thời giờ để mà nói những cái chuyện thị phi hay bàn ra tán vào, những lời chê bai hay chửi bới nhà báo Nguyễn Phương Hùng đối với chúng tôi đều là vô nghĩa. Mà con người mà đứng lên trên được tất cả những dư luận là con người, không có gì mà đạp đổ được hết. Từ những đón tiếp của các bạn từ ở ngoài Hà Nội vào Đà Nẵng và trong thành phố Hồ Chí Minh này đã nói lên tất cả những cái gì mà đất nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho nhà báo, một cái vinh dự rất là lớn. Ngày hôm qua tại khách sạn Little Sài Gòn Hotel, một khách sạn xây đúng theo sự nhận xét của chúng tôi và đánh giá, đây là một khách sạn 4 sao rất là đẹp. Tất cả sàn nhà đều lát đá đá hoa hết, và tất cả các cánh cửa của khách sạn đều là những cửa dày và gỗ tốt. Có nghĩa rằng là khi mà ở trong phòng á, nhiều khi ở bên ngoài không nghe được một tiếng động. Nhưng mà những cái khách sạn mà chúng tôi đang ở hoặc là những nơi mà chúng tôi vừa đi qua đó, dù rằng chúng tôi ở khách sạn Trường Sơn tầng 1 ở ngoài Đà Nẵng cũng là khách sạn 3 sao, nhưng mà tiếng động rất là ồn ào. Thì chúng tôi gặp được một bác, hai vợ chồng, bác là người ở Bắc Ninh. Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, sinh năm 1976, là bố vợ của anh Nguyễn Đình Xuyên, là chủ nhân của Little Sài Gòn Hotel. Chúng tôi lên trên lầu 5 để nhìn xuống dưới, thì ngay bên tay phải đằng sau ở khách sạn này, là cái trạm metro, và phía bên tay trái là bến xe miền Đông. Bến xe miền Đông Bình Triệu từ xưa đến nay vẫn còn hoạt động. Giờ tạm thời sau khi hoàn tất bến xe miền Đông nội trong vòng năm 2018, ở ngay sau lưng nhà của khách sạn và xung quanh đó rất nhiều khách sạn cũng đang xây cất lên, thì nội trong 1 năm 2 năm nữa thì chủ nhân Nguyễn Đình Xuyên sẽ trở thành một đại gia rất lớn, mặc dù anh bây giờ anh là một người cũng con thuộc loại giàu có. Và cái người anh rể của anh ta là một đại tá công an cũng về hưu rồi. Tôi ngồi ăn cơm trong cái gia đình với một cựu chiến binh, một thành phần ưu tú của quân đội nhân dân Bác Hồ và một cựu cựu đại tá công an nhân dân. Thì một người mà đại tá ở công an nhân dân thì chắc là các bạn biết rằng cái trình độ nhận thức của họ như thế nào. Trong buổi nói chuyện, trong buổi cơm, đây là bữa cơm đầu tiên chúng tôi ăn trong một cái không khí gia đình, rất rất tiếc rằng chúng tôi đã phải từ chối rất nhiều cái lời mời của các bạn khác. Nhưng mà lần đầu tiên thì chúng tôi ăn ở khách sạn Little Sài Gòn Hotel. Thì trong một cái không khí gia đình có vợ chồng của Xuyên, có những đứa em của Xuyên và kể cả nhân viên nữa, rất là hài hòa, không có chủ hay là nhân viên gì hết.
bố mẹ vợ và ông anh rể. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, mặc dù lần đầu tiên đi gặp anh cựu chiến binh cũng như đại tá công an nhân dân, nhưng mà chúng tôi cảm thấy rằng như chúng tôi có một cái sự gần gũi nào rất là gần gũi. Khi mà anh ông đại tá công an nói với chúng tôi rằng anh Hùng, với tinh thần của một người công an và tinh thần của những người mà đã từng soi xét những tư tưởng của những người khác, tôi xin phép được bắt tay anh và vinh danh anh một người chiến sĩ can đảm nhất ở trong thời bình. Thì thưa quý khán giả, thật sự trong thời bình thì đâu có gì chiến tranh đâu. Thì tôi bảo rằng mày ở trong thời bình đâu có gì mà để mà phải gọi là anh hùng thưa. Ông bảo không, anh Nguyễn Phương Hùng bảo đảm với anh rằng tên của anh sẽ đi vào trong lịch sử của Việt Nam, bởi vì anh đang làm những công tác mà chúng tôi đã từng muốn làm mấy cả 20 năm nay không thành công tại hải ngoại. Đó là lời của một đại tá công an. Thưa quý khán giả, một lời nói rất là xúc động, một lời nói rất là chân tình, một lời nói mà đã cảm thấy rằng chúng tôi thích thú hơn là một cái bằng khen của Thứ trưởng Vũ Hồng Nam đã tặng cho chúng tôi trong chuyến đi năm ngoái của ông. Một lời nói mà chúng tôi cảm thấy rằng tôi không có một cái huy chương nào, kể cả quốc huy của nhà nước Việt Nam, tôi đã trân trọng để trong nhà. Và tôi thấy rằng cái lời nói của anh xứng đáng được đi với lại cái quốc huy mà chúng tôi đang có cho Quốc hội. Văn phòng đại biểu của Quốc hội đã tặng cho chúng tôi. Vâng thưa quý khán giả, chúng tôi đi làm những cái công việc này, chúng tôi không cầu mong được một sự đáp ứng nào, chỉ cầu mong rằng tất cả mọi người hiểu rằng công việc của chúng tôi đang làm là một công việc không phải là vui đùa cho qua ngày. Và chúng tôi đã nghĩ rằng những lời nói của vị đại tá công an, chúng tôi xin tạm dấu tên, đã nói lên tất cả những cái chân tình của một người, những và xin được đại diện cho những tiếng nói của người trong nước đối với những cái sự công việc làm của KBC hải ngoại. Và trong cái tinh thần của ngày APEC 2017 này, chúng tôi đã nhiều lần nói và chúng tôi xin được phép nói lại một lần nữa, loại bỏ đi những cái dư luận xấu của những kẻ xấu nói rằng sự APEC là một sự thất bại của nhà nước Việt Nam, của nhóm Việt Tân đã nói như vậy. Hải ngoại phiếm đàm là cơ quan ngoại vi, cơ quan chính thức để phát huy những cái chương trình tiếng nước tôi của nhóm Việt Tân. Thì thưa quý khán giả, dưới con mắt của tôi và dưới con mắt của rất nhiều người, APEC là một sự thành công ngoài sức tưởng tượng và ngoài cái sự dự trù của tất cả mọi người. Trước khi đi về Việt Nam, tôi không nghĩ rằng APEC được tổ chức rất là hoành tráng như vậy. Tôi biết rằng không có chuyện gì xảy ra, không có điều gì đáng tiếc. Nhưng mà trong cái sự suy nghĩ, tôi không nghĩ rằng nhà nước Việt Nam đã tổ chức một cái đại hội quốc tế thành công một cách rất là đáng kể. Chúng tôi không nghĩ rằng có một cái ngôn ngữ nào hơn để ca tụng, bởi vì càng nói thì người ta càng nói rằng chúng tôi đi bưng bô nhà nước. Nhưng mà đây là sự thật, và cái sự thật đó được trả lời bằng bài viết ngày hôm nay. Thưa quý khán giả, đây là bài viết của ông Phạm Trần, một nhà bình luận nổi tiếng ở ngoài cộng đồng Việt Nam. Và cái nhà bình luận này là nhà bình luận của nhóm Việt Nam Cộng Hòa. Ông này chống cộng rất là kịch liệt. Và chúng tôi xin được đọc cái bài báo này để quý vị nhận thấy rằng
chính những người Việt Nam Cộng Hòa đã nhận định về ngày APEC như thế nào để phá tan những cái luận điệu của Việt Tân.